ngủ. Sao mấy ngày nay không đến thăm em? Anh bận quá mà. Rồi, cái vụ prom, anh lo xe chưa? Xe rồi, trời, muốn chiếc xe này đẹp lắm. Rửa? Dài ha, màu đen đàng hoàng nha. Uh-huh. Ừ, mà đi cửa đằng sau, đi cửa lên. Vô trong không ngồi đâu, nằm. Wow, xe mọi gì á? Nguyên ban nhạc đi theo luôn. Uh-huh. Xe đó mà. You're not funny. Jesus. Just kidding, có limo đàng hoàng. Oh, xong rồi nha, mình đi Disneyland cuối tuần này nữa. Disneyland? Em thích Disneyland lắm á. Em thích Mickey Mouse, Minnie Mouse, rồi Donald Duck, and... em quên, em không đi được. Sao vậy? Em bị kẹt. Tại kẹt cái gì? Em hứa má em phải đi Houston rồi. Houston? Chứ vậy? Vì đám cưới đó. Đám cưới của ai bên đó? Đám cưới anh Tèo đó. Tèo nào trời? Anh Tèo, con bất tiểu. Em chỉ tiếu đó. Đâu phải, anh đâu có đám cưới nào. Thiệt mà, má. Xạo đi. No, má em mua vé rồi. Anh không tin em có date với ai phải không? No, seriously. Lấy được vé coi mấy tin. Nếu có vé, anh tính làm sao? Tính gì cũng được, không có là anh thương em cái. Ok, anh đợi chút xíu. Thương rồi, thương rồi. Vé nè. Đây là cái receipt McDonald's. Còn cái. Ê, đổ. Vé nè. Bill credit card. Trời. Ê. No, vé nè. Vé máy bay đi Houston. À, lấy vé mà. Chết em rồi, mấy em giết em đó. Sao không nói trước? Ồ, chưa gì anh làm rắc tan nát rồi. Trời ơi. Oh sao? My god. Có băng keo không? Chi vậy? Dán nó lại. Sao mà được? Trời. Oh, I'm dead meat. Ok. Ok, để anh ra anh đổi thử đi nha. Please, được không? Để anh đổi thử đi nha. Được không? Nhưng mà đừng nói má em biết nha. Đi, 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 đi. Nói má em biết là chết rồi đó. Go, go. Ok. Oh, Jesus. Tô mày. Mommy. Mày, tô mày. It's not Tommy, it's Tommy. Tên đẹp như vậy mà anh má cứ kêu Tommy, Tommy, Tommy. Kệ, tụi bay sang đẻ Mỹ, tụi bay muốn nói tiếng Anh, tiếng Mỹ gì á. Nhưng mà tao nói thuận miệng thôi, mày coi nè, tao gọi Tommy nó dạ liền. Hey, Tommy. Dạ. Thấy chưa? À, thấy đàng hoàng không? Nè. Dạ. Hồi nãy má vừa mới vô mà tụi bay cái gì không cho má biết, không cho biết cái chuyện gì vậy hả? Tommy, trả lời cho bác nghe coi, chuyện gì? Chuyện gì? Biết rồi. Trời đất ơi. Cái gì mà mới đi có 15 phút rắc rồi làm sao vậy? Dữ vậy trời. Kathy. It's Kathy. Kathy, it's Kathy, mom. Tao nghĩ tao thuận miệng thôi. Mày ra đi mom biểu coi. Trời ơi, mom mới đi có chút xíu về mà tụi bay làm gì mà rách rưới như tùm lum vậy? Kể mom nghe thôi con. Hồi nãy không có má nè. Hai đứa con giỡn nhau rồi ảnh rủ con. Rủ? Trời ơi, tao mới đi chút xíu mà rủ cái thằng này quỷ quá. Rủ rồi con nói làm sao? Tao nói con kẹ. Nữa. Mày thì tỉnh á, đàn bà con gái gì mà kỳ cục vậy? Kẹt thì để cho người nói đàn ông trai nghe chi vậy con? Trời đất ơi, rồi sau khi mà con nói con kẹt rồi đó, nó có nói gì không? Anh không tin, anh đòi cho anh coi. Hả? Trời đất ơi, trời ơi, cái thằng quỷ, nó còn đòi coi con gái tôi nữa. Dạ. Cá tì, rồi con có cho nó coi không con? Dạ có, 3 lần lận. Trời.
giờ vậy? Cá tiền, giờ con đi nha. Dạ. Con tìm tô mì về đây cho má. Má quánh nó từ tô mì thành tô phở liền nha. Dạ. Tìm về đây cho má lẹ lên. Má bình tĩnh đi, con đi liền. Trời ơi, khổ quá, trời ơi con cái. Có một đứa con trời sao nó khổ dữ vậy trời ơi. Trời ơi. Ông xuống đây mà coi. Chị Lan, chị Lan ơi. Nói chị nghe nè, chị Lan ơi. Tôi muốn biết cái chuyện này nè. Tôi nói chị nghe nè. Tôi khổ quá anh ơi. Là vậy? Hả? Khổ quá, coi sao đều chứ. Trời ơi, khổ quá, con xíu sọ lên kia, xíu sọ lên kia. Tôi nói chị nghe nè. Trời ơi, anh thấy hai má hồng tôi được chứ anh? Trời ơi, vừa rồi bà ơi. Tôi nói chị nghe, tôi muốn biết chuyện này nè. Sao? Trời ơi, anh Tám ơi. Sao vậy? Nhà tôi mẹ quá, con coi vô, phải gõ cửa sầm sập vô, coi không được anh Tám ơi. Ủa vậy hả? Ủa? Chị chờ tôi chút xíu nha. Đâu vậy? Tôi ra gõ cửa. Trời ơi. Khổ quá. Ủa, có chuyện gì khổ vậy chị? Khổ, con hai cái lông mi được cho anh được. Trời ơi, được rồi, được rồi bà ơi. Như hai cái bánh số gì vậy là nó hoài à. Còn sao sao, chuyện sao? Anh ơi, tai nạn sụp xuống cái nhà này rồi. Trời ơi, tai nạn sụp xuống căn nhà này rồi. Ở đâu vậy? Ở đây nè. Hồi nào? Ngay tức thời. Ai bị tai nạn? Con cá tì. Trời ơi, cái con cá tì là tôi thương nhất, gặp tai nạn. Trời ơi, chị ơi, chị chẳng đi bệnh viện chưa? Ai được bệnh viện anh? Con cá tì. Cái chàng nó bị gì? Nó bị tai nạn. Hồi nào? Nghe tức thì. Ở đâu? Ở nhà này. Chết là ai nói vậy? Chị nói. Khổ quá, khổ anh ơi. Ủa? Nè, ý là tôi nói vậy nè. Ý là có nghĩa là sao, làm sao? Mà thôi, chuyện gia đình nó nơi nói không có được. Thôi nói tôi nghe đi mà. Hả? Nói tôi nghe đi. Khó nói quá, chuyện gia đình. Trời ơi, chị không nói tôi chết á. Sao vậy? Ai mà muốn nói cái chuyện gì mà không nói ra mà mình đứng là tôi chết nè chị. Hả? Nói tôi nghe đi. Trời, anh người gì mà sao nhiều chuyện quá vậy? Tôi người Việt Nam. Hả? Không nghe người ta nói hả? Không hối lộ không phải quan huyện, mà không nhiều chuyện không phải Việt Nam. Anh sao mà đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Này người kia chứ đâu phải có mình ăn nhiều chuyện với ai. Đâu có, nhưng mà nhiều đâu có hại hay đâu. Nó nghe đi. Giờ nói phải không? Dứt khoát là đừng có nói người khác nghe anh. Không bao giờ nói cho anh nghe hết. Chừng nào ai hỏi nói. Giận. Anh biết sao tôi nói anh nghe nè. Anh biết cái thằng tô mì không? Biết tô mì tròn trịa dễ thương lắm. Dễ thương cái gì mà dễ thương? Nó lợi dụng má người ta không có già. Nó vô nó hại con gái người ta. Trời ơi, nó lợi dụng cha mẹ người ta vắng nhà, nó vô đăng cấp một chơi con nhỏ thôi. Anh, nó vô ý là nó ba ra nã con nhỏ đó. Nó ba ra nã con nhỏ. Mà ba ra nã là gì? Trời ơi, nó y chéo con nhỏ đó. Trời ơi, nó y chéo con nhỏ. Ừ. Mà y chéo làm sao? Thôi, nó làm con gái người ta vậy nè. Dày, 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 đó, dày. Trời ơi, thằng này giả me luôn. Nó quýnh nhỏ xương bụng mà. Tôi lại là anh Tám ơi. Sao? Anh nghe cho đàng hoàng. Ý là nó làm con gái người ta có bầu. Trời ơi, bậy bạ chị ơi. Trời đất ơi, thằng Tô Mì mới 3 tuổi làm gái nào có bầu. Hả? Anh nói Tô Mì nào? Tô Mì bà Sáu Đạn á. Có. Tô Mì đó là thằng Tô Mì nó mới đẻ. Còn Tô Mì đây là bạn trai của con cá tì con gái tôi đó. Trời ơi, có thiệt vụ đó hả? Sao? Rồi bây giờ cái vụ nó xảy ra sao anh vậy? Anh ngồi đi, anh ngồi xuống đây tôi nói nghe. Anh đưa tôi có bóp, anh đưa tôi có bóp. Bóp được mà kim tuyến hợp với áo thương anh. Trời ơi, bà xí sọt hết rồi. Anh biết không? Bây giờ anh ngồi đây nghe. Anh coi nhà giùm tôi nghe. Bị con chó coi nhà ngày qua nó mới chết. Anh thế nó giùm tôi nghe anh. Trời ơi, tôi đi, tôi lo chuyện gia đình anh ơi, tôi đi nha. Anh ơi, nhưng mà anh coi màu son hợp với áo không anh? Được rồi, mời. Dạ, dạ. Đi đâu mà xí sọt đẹp vậy? Hả? Đâu có đi đâu, đi đổ xăng thôi đó. Thôi tôi đi nha anh. Được không anh? Được rồi. Ơi. Đúng là người đàn bà khổ hạnh của năm 2002. Ở nhà này gặp chuyện gì cái tự nhiên nhà không có chó biết đường của nhà. Cái gì xảy ra vậy? Ôi. Chào bác Tám. Bác ơi. Cá tiền hả con? Dạ. Trời lâu quá không gặp, lớn dữ nha. Dạ. Lớn quá không biết chỗ nào rồi. Không. Bác quên nữa. Bác có chuyện này nói với con nghe nè. Bác coi nè. Thôi nói đâu. Nói ra nhiều chuyện lắm. Ok, vậy con đi vô phòng nha. Ủa không hỏi hả? Dạ. Ê, không dạ. Hỏi hả? Không. Trời ơi, không nói ngứa miệng quá. Dạ. Thôi ráng nha. Này bác thương con, bác mới nói nha. Ok. Bây giờ qua đi đứng đi. Dạ. Ôi nó tròn quá trời. Bác hỏi con. Dạ. Cô có thương thằng Tô Mì không? Thương. Thương cỡ nào? Very, very, very much. Không điên luôn á. Trời ơi.
Nó thương mình nó very very much khùng điên luôn á. Ôi mình thấy mình còn điên hơn chị tô mì. Thôi, mà bác nói con nghe. Cái thằng tô mì không xứng đáng để con thương đâu. Con biết sao không? Sao vậy bác? Tại vì nó lợi dụng cha mẹ người ta đi dán. Bác thấy bác mới nói nha con. Bác không bao giờ nhiều chuyện nha con. Nó lợi dụng cha mẹ người ta đi dán. Nó vô nó ba ra nã con bé người ta đó. Really? Yeah! What's that? Really? What's that? Nó ba ra nã con gái người ta là nó ì chéo con gái người ta đó. Really? Yeah! What's that? Nó really? What's that? Có nghĩa là nó làm cho con người ta có bầu. Có bầu? Really? What? Tự dằn nó. Nghe chưa? What did you say? I say là Hy Lạp người ta có bầu. Trời ơi. Trời ơi. Cháo nhưng mà thịt nó mát kia trời. Không phải cháo mà là chết rồi. Bác Tám sao bác biết? Trời ơi. Cái con nhỏ đó tôi gặp bác tâm sự với bác nghe. Nó khóc nó dễ thương lắm nha con. Nhưng mà mặt nó xấu hơn con thì có ba này nó bú hơn con. Sao các con nghe bây giờ? Cô tính sao đây? I'm so mad. Là sao con? Con đợi anh về. Rồi sao? Xong rồi con cắt nó. Ê! Ở tù nha con. Làm gì mà ở tù? Bơm Mỹ của đồ cắt cái đó là con ở tù nha con. Cắt cái gì? Con đồ cắt cái kia. No, con nói là cắt cái tình cảm với con với ảnh đó, you know, relationship. Trời đất ơi, làm hết hồn. Relationship, you know. Tưởng đâu nó được cắt cái kia. Thôi đàn ông con trai có gì đó được cắt cái kia. Thì sao nổi, bây giờ nó nghe nè. Bây giờ nè con. Bây giờ nó sắp ra rồi, ha. Bác đồng kia. Có chuyện gì cũng kêu bác ra nha chưa? Dạ. Nha không? Mà xử lý cho bác nha chưa? Dạ. Có gì kêu bác ra nha không? Dạ. Bác đứt trọng, để có chuyện gì bác đi bác kể, ha. Ai đi? Ai? Này bastard. Sao Quýnh Anh? Cái gì? Sao anh bậy bạ với con gái người khác? Bậy bạ là sao? Anh banana con gái người ta. Banana là gì? Anh chéo con gái người ta. Chéo là gì? Anh làm con gái người ta có bầu đó. Trời ơi. Thằng nào nói với em vậy? Hả? Who's talking behind my back? Hả? Thằng nào nói? Anh bóp cái mặt nó cho coi. Bóp cái mặt nó cho coi. Dạ nói. Thằng nghe nè mày. Mày dám không? Bác Tám. Sao bác nói kỳ vậy? Hả? Tao thấy rõ ràng tao mới biết, chưa? Trời đất ơi. Mày biết người đó là ai không? Ai người đó là ai? Là con làm gì ai? Là con gái. Con gái. Con gái là con của ai? Con đó hả? Con của ai? Con má đó. Trời đất ơi. Sao bác nói má nó lại? Má nó là ai? Là vợ ba nó. Kỳ vậy bác? Nhưng mà tao kỳ vậy bác? Tao ai vậy? Ai nhưng mà nói đi. Tao quên rồi. Tao không biết tại gì. Sao nãy lâu lắm không biết? Mày làm tao sợ quá tao quên. Nhưng mà tao không biết, có người biết. Ai? Bà xí sổ. Má. Mày nín. Nín con. Lúc mày khổ thì mày kêu má. Nhưng chứ lúc mày vui mày sướng mày kêu ai? Lúc mày sướng mày kêu ai? Trời mày oh yeah yeah yeah. Phải cưới con cá tiền biết chưa? Trời ơi, tự nhiên bắt cưới. Con chị không rõ gì trong sao cưới được. Con cũng không chịu. Ôi trời. Cái gì không chịu, không chịu mày. Con quýnh bây giờ cho mày phải chịu mày biết không? Giờ bác hỏi con nè, con chịu cưới con cá tiền đó. Ai làm cha đây con bầu của nó. Đúng rồi. Trời ơi, nó có bầu. Em có bầu. Phải không? Bây giờ về ngang tiệm này có bác Tám nè. Hàng xóm thân thuộc nè. Rồi đó, có là thằng Tô Bì đi. Ai làm em có bầu vậy? Con nói đi, ai làm con có bầu? Nói đi con. Ai? Bác Tám. Trời ơi. Trời ơi, không có bầu. Không có bầu. Bác Tám. Bác già bác còn bậy bạ gì? Thôi. Tôi nói nha. Anh Tám. Tôi nói gì? Anh Tám. Ê, con. Cô nói đổ đại con. Sao con khổ lắm? Bác ôm con có một cái nha. Con kêu bác Tám, tại con khổ quá. Trời ơi, nó khổ nó kêu tôi rồi trời.
tưởng đó tôi. Trời ơi, má tưởng đây chứ thành nó tình mẹ riêng con kỳ lắm đó con. Giờ về tôi nghe. Mà phải công nhận con có bầu đúng không? Con thú thiệt đi. Ai nói con có bầu? Ủa? Con tám ai nói con có bầu? Ủa? Ba không thấy. Mẹ sẽ sợ thấy. Má, ai nói con có bầu? Thì mày nói với má mày, mày rách rách tùm lum tà la. Nghĩa là có bầu con. Con nói hồi nào? Thì hồi nãy má tâm sự với má đó, ba bốn lần vô rách tùm lum á. Hả? Bé nó bay đi Houston đó. Đúng rồi, con đổi được cái mới rồi nè. Trời đất ơi, vé này không con. Ừ. Trời mừng quá cát đi. Quàng vòng má coi coi. Còn nguyên nó cát liền à. Mặt tầng này mừng ăn gì được. Ở vậy, tôi ghét. Tôi ghét ai nhiều chuyện lắm. Chuyện thì phải nghe rõ ràng mới kể. Anh với bà bậy đó nha. Làm tôi kể sai. Thôi giờ anh ơi. Bây giờ nó vui vẻ vậy. Tôi nói chị nghe. Có nãy giờ hiểu lầm không à? Có chuyện nghe tính qua đây. Tôi mời đám dỗ bà xã tôi. Ủa vậy hả? Đám dỗ bà xã hả? Coi đi xong xuôi rồi nha. Thôi mời cả nhà đi nha. Coi cô đơn phải không? Cô đơn. Tháng sau tôi mời đám cưới nha. Đám cưới ai? Anh với tôi. Hả? Cá gì em cũng ăn hả? Yeah, tiếng Pháp rồi. Quý. Quý. Okay. Em bao nhiêu tuổi? 19 tuổi hả? 19 tuổi. Em có nghĩ rằng sau khi 19 tuổi, 20, 21, 22, 23, 24, 25, em cao hơn nữa không? Em nghĩ không, hết được rồi. Cảm ơn em rất nhiều.